Xin chào các bác, chào các bạn đã xem video của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bác, với các bạn một bài thuốc nữa của chúng tôi, đó là bài thuốc chữa suy thận mạn. Bài thuốc gồm các vị như sau: hoàng kỳ 30g, thổ phục linh 20g, dâm dương hoắc 10g, đảng sâm 15g, sinh địa 12g, thục địa 12g, sơn dược 12g, mẫu đơn bì 12g, đan sâm 12g, trạch tả 12g, đương quy 12g, bán hạ 12g, phụ tử chế 6g, sơn thù du 9g, xích thượng 9g, hạch thượng 9g, nhục quế 3g. Tất cả là các vị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vị sắc sôi với 800ml nước, đun còn 600ml, chia 3 lần uống trong ngày, mỗi ngày uống 1 thang, thời gian uống khoảng chừng từ 2 tháng trở lên. Riêng vị nhục quế 3g thì các bạn có thể thay bằng vị quế chi. Các cái vị thuốc, các bài thuốc suy thận mạn này thì các bạn nên tham khảo trước khi sử dụng. Bài thuốc này là dành cho những người bị suy thận mạn, tức là sau khi mà bị đi khám tây y và bác sĩ kết luận là suy thận, các bạn nên dùng bài thuốc này để chữa thận. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để xem được nhiều video bổ ích hơn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để xem được nhiều video bổ ích hơn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt. Wow.